bài giúp vui các bạn ơi, đang chạy trên xe nè. Hát bài vọng cổ buồn nha. Bây giờ chào các bạn đã nghe xong bài hát rồi phải không? Tại bài hát này là trên đường mình đi vô trong rẫy, mình hái nho, hái táo rồi quay cảnh mùa thu ở trong vườn như thế nào để cho các bạn xem. Thì trong lúc mà đi trên đường đó mình hát một bài cho vui, mà cái máy quay phim á, nó quay không có rõ được cái tiếng, nó bị nghẹt nghẹt, rồi mình hát cũng chưa có được trọn vẹn, thì các bạn xem cho vui nha. Rồi trong cái lúc các bạn xem á, thì chắc khoảng phải 4-5 tiếng sau mình mới đăng cái video mà mình đi hái hoa quả ở trong rẫy ha. Rồi chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Đó, đây là cái con đường mình đang chạy đi vô farm đó các bạn, đi vô trong rẫy đó. Thì bây giờ mình đăng một khúc cho các bạn xem đỡ cho vui nha. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.